Hello everyone! Our topic today is about greeting and saying goodbye. Hôm nay cô sẽ giúp các bạn ôn lại cách chào hỏi và cách chào tạm biệt như nào các bạn nhé. Let's get started! Trước tiên, chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại một số cách chào hỏi. How to greet someone. Hi, hello là hai cách chào hỏi thông dụng nhất, đúng không nào? Ngoài ra, vào các buổi khác nhau trong ngày, chúng ta cũng có thể sử dụng những câu chào hỏi khác nhau. Cụ thể hơn là vào buổi sáng chúng ta sẽ nói là good morning, good morning. Thế còn vào buổi chiều thì sao? We say good afternoon, good afternoon. Thế còn vào buổi tối? Buổi tối chúng ta sẽ nói là good evening, good evening. Ngoài ra chúng ta cũng có thể nói how are you sau khi chào hỏi với các bạn. How are you? I'm happy. How are you? I'm great. How are you? I'm fine. I'm fine. How are you? I'm okay. Tuy nhiên không phải cảm xúc của chúng ta hay là tinh thần của chúng ta lúc nào cũng thoải mái, đúng không nào? Vậy khi mà các bạn cảm thấy không thoải mái lắm thì chúng ta cũng có thể sử dụng từ not để đưa ra những câu phủ định các bạn nhé. I'm great. I'm not great. I'm happy, trái ngược với I'm happy, chúng ta có thể nói là I'm not happy. I'm okay, trái ngược lại chúng ta có thể nói là I'm not okay. I'm fine, trái ngược lại chúng ta có thể nói là I'm not fine. I'm good, I'm not good. Now, let's talk about how to say goodbye to someone. Và chúng ta sẽ nói về những cách chúng ta có thể nói chào tạm biệt nhé. Goodbye, bye, yeah. Chúc ai đó ngủ ngon, chúng ta có thể nói là good night, good night. After saying goodbye, we can say goodbye, see you. Sau khi nói goodbye, chúng ta có thể nói để hẹn gặp lại, chúng ta có thể nói những cách sau: see you later, see you later. See you again, see you again. Điều có nghĩa là hẹn gặp lại, đúng không nào? See you tomorrow, see you tomorrow. Hẹn ngày mai gặp lại, yeah, see you tomorrow. Please take a look. Mời các bạn nhìn cho cô vào tờ lịch này nào. Trên tờ lịch này, các bạn chú ý cho cô vào 3 thông tin trên này nhé. Look. Từ thứ hai, đây là thông tin các thứ, đúng không? Vậy từ thứ hai đến chủ nhật chúng ta sẽ gọi là a week, a week. Còn thông tin ở đây month chỉ cho chúng ta tháng nào, đúng không? Month. Còn thông tin ở đây chính là year, year, năm nào, đúng không? Vậy ngoài những cách chào hỏi như goodbye, see you later, see you again, see you tomorrow, thì chúng ta còn những cách chào hỏi sau với khoảng thời gian hẹn gặp lại dài hơn. See you next week, see you next week, see you next month, see you next month, see you next year, see you next year. Vậy là vừa rồi cô và các bạn đã ôn lại những cách chào hỏi và cách tạm biệt, đúng không nào? Về nhà các bạn hãy xem lại video này và ôn tập lại từ các bạn nhé. Goodbye, see you.